chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay sẽ đến quý vị và các bạn bản tin cực nóng sau. Bàn tay nào đã ngăn chặn thảm họa biến Hà Nội và Việt Nam thành đống đổ nát vào tối hôm qua? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bàn tay nào đã ngăn chặn thảm họa và đã biến Hà Nội thành một đống đổ nát? Giải mã bí ẩn giác quan thứ 6. Khi thấy trước vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, rồi máy bay MH17 và các thảm họa sát thân. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, chính quyền Việt Nam, người dân thủ đô Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành xung quanh nói chung, một phen thót tim và kinh hoàng khi một sự kiện hy hữu và ly kỳ xảy ra tối hôm qua, được cơ quan NASA của Mỹ cung cấp. Được biết, vào lúc 12 giờ đêm ngày hôm qua, trên bầu trời Hà Nội, một luồng sáng trắng chói lọi khổng lồ bất ngờ xuất hiện và lao thẳng xuống mặt đất. Tuy nhiên, luồng sáng trắng đó đã nổ tung giữa không trung và biến thành một quả cầu lửa tỏa sáng rực rỡ toàn bộ bầu trời phía trên thành phố. Dữ liệu hình ảnh được cơ quan vũ trụ NASA của Mỹ cung cấp sau đó cho thấy ánh sáng trắng này là một thiên thạch có bán kính 8,5 mét và trọng lượng khoảng 7.200 tấn, lao vào trái đất với tốc độ 18 km/giây, hướng thẳng đến khu vực Hà Nội. Không ai biết nó đến từ đâu, bởi vì nó đã bị vệ tinh giám sát chụp lại sau khi nó đi vào bầu khí quyển, và lúc này nó chỉ còn vài giây trước khi chạm đất, không thể đánh chặn nó. Điều đáng sợ là địa điểm va chạm chỉ cách nhà máy điện hạt nhân chuẩn bị khánh thành của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu về điện cho đất nước gần đó chưa đến 100 km. Nếu va chạm thực sự xảy ra, năng lượng khổng lồ sinh ra sẽ làm nổ tung nhà máy điện hạt nhân. Đến lúc đó, toàn bộ khu vực Hà Nội sẽ không còn tồn tại, thậm chí có thể dẫn đến thảm họa tối chung cho cả đất nước và cả nước láng giềng. Tuy nhiên, thiên thạch đã bất ngờ tan rã trong không trung. Mặc dù mảnh vỡ rơi xuống cũng khiến một số người bị thương, nhưng nhìn chung tổn thất không lớn và không có ai thiệt mạng. Ngay sau vụ việc, các phương tiện truyền thông Mỹ đã công bố một đoạn video. Nó cho thấy rõ ràng rằng ngay lúc đó, một vật thể không xác định đã nhanh chóng đuổi kịp thiên thạch, đâm xuyên qua nó và nghiền nát nó. Các chuyên gia tính toán dựa trên tốc độ rơi của thiên thạch vượt quá 40 km/giây, nhanh hơn cả quả bom hạt nhân nhanh nhất thế giới. Đây có thể là một số vũ khí bí mật được sử dụng bởi quân đội Mỹ. Được biết, quân đội Mỹ đã trả lời họ không có, trước và sau chỉ diễn ra trong vài giây. Họ không biết trước có thiên thạch rơi xuống nên không kịp chuẩn bị. Vậy, vật thể lạ này đến từ đâu? Đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Nhưng đó lại là điềm may mắn cho đất nước Việt Nam trước thảm họa bị hủy diệt. Thật trùng hợp, vào năm trước đó, một thảm họa tương tự đã bị ngăn chặn lại một cách thần kỳ. Một tuyên bố trên trang web chính thức của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Mỹ, NASA cho biết, ngày 23 tháng 7 năm 2022, cơn bão mặt trời mạnh nhất trong 150 năm qua đang lao về phía trái đất. Các bức ảnh độ nét cao trên trang web của NASA cho thấy vết đen mặt trời hoạt động bất thường vào thời điểm đó và rất có khả năng hình thành một cơn bão mặt trời cường liệt cấp độ ngày tận thế, có thể dẫn đến việc ngừng hoạt động mạng lưới điện toàn cầu. Điều này tương đương với cái gì? Chính là làm cho tuần hoàn khí huyết của nhân loại ngừng lại trong nháy mắt. Mọi người thử nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào. Ngay thời khắc khi các nhà khoa học đang cảm thấy tuyệt vọng thì một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Trên bề mặt cho đến xung quanh mặt trời, hàng trăm ngàn vật thể màu đen không xác định đột nhiên xuất hiện, dường như đang hấp thụ năng lượng của mặt trời. Sau đó cơn bão mặt trời lệch khỏi trái đất. Một đại thảm họa đã được hóa giải. Mọi người không thể không đặt câu hỏi. Trong u minh, ai là người đã hóa giải nguy cơ này? Phải chăng thật sự có bàn tay của Thượng Đế? Có người cho rằng nếu Thế Thượng thực sự có những vị thần có năng lực giáng tai nạn trừng phạt lòng tham và sự vô tri của nhân loại, vậy thì chẳng phải cũng có những vị thần khác hoặc là sinh mệnh cao cấp có năng lực giúp nhân loại ngăn chặn những thảm họa này, cho con người một cơ hội sống sót để sửa chữa lỗi lầm. Chẳng phải nói rằng thần yêu thế nhân sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự kiện kỳ tích này và sẽ cung cấp cho quý vị khi có được những thông tin mới nhất.
Trong một diễn biến liên quan khác, mời quý vị tiếp tục theo dõi liên quan đến bí ẩn giác quan thứ 6. Khi một số người có thể thấy trước vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, rơi máy bay MH17 và các thảm họa sát nhân. Bé trai dự cảm về vụ tai nạn máy bay MH17 của Malaysia Airlines. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, cậu bé 11 tuổi người Hà Lan Mizu Penwinata chuẩn bị theo chân anh trai 19 tuổi lên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines và bay từ Amsterdam về nhà bà ngoại ở Bali để đi nghỉ. Cậu bé ôm hôn và chào tạm biệt người mẹ Samira trước sự chứng kiến của hải quan. Trên đường đến cầu thang máy bay, Mizu bất ngờ chạy lại phía mẹ, ôm bà và nói: "Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ. Nhỡ máy bay rơi và con chết thì sao? Con sợ ngồi máy bay." Người mẹ cảm thấy rất kỳ quái nhưng vẫn an ủi cậu. Bà nói: "Đừng nói vậy, sẽ không có chuyện gì đâu." Khi Samira nhìn hai anh em rời đi, cậu con trai nhỏ cứ ngoái lại nhìn cô, ánh mắt đầy bi ai. 2 giờ sau khi cất cánh, chiếc máy bay chở khách của chuyến bay MH17 đã bị phiến quân Ukraine sử dụng tên lửa do Nga sản xuất bắn trúng và rơi xuống miền đông Ukraine, nơi đang bị chiến tranh tàn phá. 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng. Samira cũng hồi tưởng lại rằng vài ngày trước khi khởi hành, Mizu có vẻ bất an, luôn hỏi cô những câu hỏi về cái chết, linh hồn và thượng đế. Khi chơi bóng một ngày trước khi khởi hành, cậu đột nhiên hỏi lớn: "Bạn sẽ chọn cái chết như thế nào? Nếu tôi được mai táng, thân thể tôi sẽ như thế nào? Tôi sẽ không có cảm giác gì vì linh hồn của tôi thuộc về thượng đế." Buổi tối, cậu nói với mẹ: "Con có thể ôm mẹ được không?" Sau đó liền ôm chặt lấy mẹ không muốn buông. Theo cách này, cùng với mẹ của mình, cậu đã trải qua đêm cuối cùng trên nhân gian. Tuy nhiên, giống như trường hợp của Mizu, nhiều người có thể dự cảm được sinh tử của mình trong tương lai. Dự cảm về vụ khủng bố 11 tháng 9 trong mộng. Trước khi xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 gây chấn động thế giới, một số người đã có dự cảm từ trước. Ông Langi Dossi là bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện thành phố Dallas, người sáng lập Hiệp hội Chẩn đoán Dallas và là biên tập viên cấp cao của tạp chí Y Liệu Thay Thế. Ông đã thu thập một lượng lớn các ví dụ về năng lực dự trắc của con người. Trong tác phẩm Sức mạnh của những dự cảm, Langi Dossi đã ghi chép lại một số điềm báo liên quan đến vụ khủng bố 11 tháng 9. Cuốn sách viết rằng, 2 tuần trước khi xảy ra sự kiện 11 tháng 9, có một phụ nữ đang đi nghỉ ở thủ đô Washington DC. Khi dự cảm xuất hiện, chồng của người phụ nữ đang lái xe trong khi cô đang ngủ gật trên xe. Khi đang mơ màng, cô sững sờ mở mắt. Thứ hiện ra trước mắt cô là cảnh tượng khói đen dày đặc từ ngũ giác đài. Đến khi cô tỉnh hẳn và nhìn lại, thì mọi thứ trở lại bình thường. 2 tuần sau, trong vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9, chuyến bay 77 của hãng hàng không Mỹ đã đâm vào ngũ giác đài, khiến 184 người thiệt mạng. Trên TV, ngũ giác đài bị trúng đạn và khói tỏ ra giống hệt như cảnh người phụ nữ nhìn thấy trong lúc nửa mơ, nửa tỉnh. Cuốn sách của tiến sĩ Dossi cũng ghi lại dự cảm của một phụ nữ Bắc Carolina và dự cảm của cô ấy có nhiều chi tiết hơn. Một tuần trước khi vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 diễn ra, người phụ nữ này đột nhiên cảm thấy mình chìm vào bóng tối trong giấc ngủ và sau đó cô ấy nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lặp lại số 2830. Trong mơ hồ, cô ấy nghe thấy tên một người nhưng không nghe thấy rõ rằng nó dường như là Rook và Horus. Người phụ nữ này đã cùng gia đình đặt vé máy bay đến Disneyland vào ngày 11 tháng 9. Giấc mơ này khiến cô vô cùng băn khoăn. Vì vậy, bất chấp sự phản đối kịch liệt của chồng cô đã hủy vé. Một tuần sau, hành vi vô lý không thể giải thích được trong mắt gia đình của cô hóa ra đã cứu mạng cả gia đình của cô. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là con số 2830 xuất hiện liên tục trong giấc mơ của cô cũng tương đồng với số người tử vong được báo cáo vào thời điểm đó. Dự cảm cứu mạng. Một nghiên cứu trong những năm 1950 cho thấy số lượng hành khách đi trên con tàu bị tai nạn có xu hướng ít hơn tuần trước. Tương tự, tỷ lệ ghế trống trên 4 chuyến bay gặp nạn trong vụ 11 tháng 9 đều cao, với hệ số tải hành khách bình quân chỉ là 21%. Các nhà sử học cũng chỉ ra rằng con tàu Titanic ngay trước khi khởi hành
có khoảng 50 hành khách đã tạm thời hủy chuyến. Thực tế, trước khi xảy ra vụ đắm tàu thế kỷ này, nhiều hành khách đã nói với người thân, bạn bè rằng họ gặp điềm báo chẳng lành. Ví dụ, Henry Wider, người đã thiệt mạng, từng viết cho em gái của mình trên con tàu rằng: "Tôi vẫn không thích con tàu này, tôi có một cảm giác kỳ quái về nó." Nữ bọc Annie Ward đã nói với mẹ cô ấy trước khi lên tàu rằng cô ấy không muốn đi tàu nữa, nhưng cô ấy không thể giải thích nỗi sợ hãi của mình đến từ đâu. Eva Haas, một bé gái 7 tuổi, sống sót cũng kể lại rằng mẹ cô bé vì lo lắng về một vụ đắm tàu mà nhiều đêm chỉ ngồi mà không thể ngủ được. Vậy, những điềm báo này đến từ đâu? Mặc dù nghiên cứu khoa học hiện tại vẫn chưa thể trả lời câu hỏi này, nhưng các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy rằng giác quan thứ 6 thường có quan hệ đến những vấn đề trọng đại liên quan đến an nguy của sinh mệnh. Tiến sĩ Dossi tin rằng sự xuất hiện của những trực giác này là có mục đích, chủ yếu là dạy con người cách tự cứu mạng. Ông viết, nếu bạn biết có một sự uy hiếp tính mạng đang đến gần, bạn sẽ có cơ hội để tránh nó. Tiến sĩ Dossi cũng trích dẫn một ví dụ kỳ diệu như vậy trong cuốn sách của mình. Một bà mẹ sống ở bang Washington đã bị đánh thức bởi một giấc mơ khủng khiếp vào lúc 2 giờ 30 phút sáng. Bà mơ thấy một chiếc đèn chùm lớn treo phía trên củi của đứa trẻ vụn ra và rơi trúng đứa bé. Trong giấc mơ, bà thấy một cơn bão dữ dội đang hoành hành và bà thấy rõ ràng rằng thời gian là 4 giờ 35 phút buổi sáng. Người mẹ tỉnh dậy, mặt tái mét, bước ngay sang phòng bên, bế con lên giường. 2 giờ sau, hai vợ chồng bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Họ lao vào phòng của đứa trẻ và thấy chiếc đèn chùm đã rơi trên củi. Lúc này, bão đang hoành hành, đồng hồ hiển thị đúng 4 giờ 35 phút. Nhìn thấy điều này, hẳn ai cũng sẽ cảm khái vì xúc động rằng đại thiên thế giới này quả là vô cùng ảo diệu, hoặc là có một lực lượng vô danh đang thực sự an bài vạn sự vạn vật, hoặc là con người chỉ chịu theo kịch bản có sẵn trên thế giới mà diễn các vai diễn. Sự việc khác nhau, nếu không phải như vậy, bạn giải thích thế nào về việc ai đó có thể nhìn thấy trước những thiên cơ? Trong lĩnh vực vũ trụ, nhân thể và sinh mệnh, có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp mà khoa học hiện tại không cách nào giải thích được. Trước những hiện tượng thần bí này, nếu bạn bảo trì được tâm thái cởi mở, thì biết đâu một ngày nào đó bạn có thể thực sự hiểu được hàm nghĩa thâm sâu của nó. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. EU tung gói trừng phạt mới, Nga nói chỉ phản tác dụng. Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí về một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga hôm ngày 21 tháng 6. Thụy Điển, hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, đã công bố thỏa thuận này trên Twitter. Gói biện pháp trừng phạt thứ 11 của EU chủ yếu nhằm ngăn chặn các nước thứ ba và những công ty tránh né những biện pháp trừng phạt hiện có. Cụ thể, gói trừng phạt mới nhất cấm vận chuyển hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng qua Nga để ngăn chặn việc sử dụng những sản phẩm này trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia. Các biện pháp trừng phạt mới cũng cho phép khối áp đặt hạn chế đối với việc bán hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng nhạy cảm cho những quốc gia có thể bán lại chúng cho Nga. EU cũng mở rộng danh sách hàng hóa bị hạn chế có thể phục vụ lĩnh vực quân sự của Nga. EU cũng cấm các tàu tiếp cận cảng của khối nếu có lý do nghi ngờ hàng hóa được chở có nguồn gốc từ Nga. Bước này nhằm ngăn chặn các hành vi vận chuyển dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ của Nga trên biển để tránh lệnh cấm của EU. Trả lời phỏng vấn tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Bistabert hôm ngày 21 tháng 6, Giám đốc Hợp tác Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Bigichensky cho biết hơn 130 quốc gia cử đại diện đến diễn đàn năm nay. Trong khi đó, các đại diện phương Tây không được mời và không được chào đón. Ông Bigichensky cho hay, không phải phương Tây không tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Bistabert năm nay, đơn giản là chúng tôi không mời họ. Ông Dmitry Bigichensky nói thêm, hàng chục quốc gia đã đưa ra các biện pháp hạn chế bất hợp pháp đối với đất nước chúng tôi. Tốt thôi, họ không ở đây, họ không muốn ở đây, và chúng tôi cũng không mong chờ họ. Nhà ngoại giao này lập luận rằng các biện pháp trừng phạt có vấn đề không chỉ vì chúng không hiệu quả, mà còn vì chúng phản tác dụng đối với quốc gia áp đặt. Ông Bigichensky chỉ ra, hãy xem các doanh nghiệp châu Âu đã phải chịu thiệt hại như thế nào kể từ khi cắt đứt quan hệ với Nga. Đặc biệt, Đức với tư cách là đầu tàu của châu Âu đã thực sự thừa nhận rằng họ đang trong tình trạng trì trệ hoặc thậm chí suy thoái.
hay nhà ngoại giao này. Đây là lý do. SPI năm nay thảo luận các chủ đề như phi USD hóa và giao dịch bằng đồng tiền quốc gia khác, cũng như các vấn đề như biến đổi khí hậu và quan hệ kinh tế khu vực. Một ngành công nghiệp bất ngờ bùng nổ, người đón đầu xu hướng thắng đậm. Sự quan tâm của mọi người đối với xe điện đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Chuyển đổi xe xăng thành xe điện. Trong bối cảnh đó, một ngành công nghiệp đang phát triển, đang thổi sức sống mới và năng lượng vào các phương tiện đốt trong bằng cách chuyển đổi chúng thành xe điện. Mitchie Grimm, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của EV Suite, nói với CNBC, đây là chiếc BMW 2002 đời 1976, một chiếc xe thực sự mang lại cảm giác thú vị khi lái.